Say không? Sẽ say không? Ôi cứng ấy. Cháu sợ bay vào mắt thôi. Lượt vô hồn nhé, cho hồn nhé. Em đào cởi áo ra đó, nóng. Em Đào xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Em Đào chúc cô bác anh chị và tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ và gặp được nhiều điều may mắn ạ. Hiện tại em Đào với lại cháu Pà cùng bên em Huệ là đang quay phim ạ. Thì là ba cô cháu đang có mặt tại thôn Xín Thầu ạ cô bác. Đấy, hôm trước thì cũng là bọn em cũng vào đây để anh bé thì cũng vào họp với lại cán bộ trong xã với lại bí thư ở thôn Xín Thầu. Thì là tiếp tục là làm con đường này là từ đây đi vào ấy cô bác. Đây là đường đi vào Xín Thầu thì là bây giờ là đã làm đến đây nhưng mà chưa vào đến tận trong kia các bác. Thì là anh bé cũng họp với lại các cán bộ trong xã thì là tiếp tục là mở vào trong kia. Thì là hôm nay là cũng là buổi đầu tiên thì em Đào cũng lên đây để chia sẻ và ghi hình ấy cho cô bác cùng biết. Đấy, cái đường này thì là bà con ở trong thôn này thì rất là phấn khởi luôn đấy các bác. Đấy, hôm trước họp thì là bảo là làm luôn, đấy là làm luôn là hôm qua ấy các bác, nhưng mà hôm qua thì do là trời mưa thì là các cô các bác ở trong này ấy, là cũng không đi làm được. Đấy, nên là hôm nay là ngày đầu tiên. Còn đá này thì là chắc là hôm qua cũng chiều hôm qua cũng đập rồi các bác. Đấy thì lúc nữa vào trong này thì em Đào sẽ hỏi các anh ở trong này để xem là cái này là hôm qua làm rồi hay là sáng nay mới làm. Nếu mà hôm nay em cũng vào sớm ấy, nếu mà sáng nay mới làm mà làm được như này thì là rất là nhanh. Đấy, còn là trong này thì là cũng anh Hờ ấy là bí thư ở trong thôn này là cũng chia ra thành rất nhiều tổ để làm. Đấy, những hộ nào mà không đi được chia ra rồi ấy, thì là sẽ nộp 200.000 để cho vào cái tiền mua dầu làm đường ấy cô bác. Chú này là đến làm đường à? Ô, tụ, ok á? Ok đâu. Ok á? Đấy, bây giờ mới đến. Đấy, ở dưới này cũng còn một anh nữa. Bây giờ cùng Pà đi vào nhỉ? Nắng không? Nắng. Nắng đội cái mũ này vào. Hôm nay là ngày thứ ba chấm Pà đồng hành cùng tem với cô bác. Anh ơi, cái này là hôm qua đập rồi đúng không? Cái đá này là hôm qua đập rồi đúng không? Hôm qua đập rồi. Hôm qua đập rồi à? Anh cũng đến làm đường đúng không? Cái này là ở xung quanh này nương ấy là có nhiều đá nên là cũng tiện là bà con trên này là tự đập được ấy các bác. Đây là hôm qua mới đập nhưng mà cái này tính bằng xe thì chắc cũng được một xe rồi ấy. Đây là cái con đường cũ đi vào thôn Xín Thầu ấy. Đây như cô bác được biết là mưa ấy là đi xe vào trong này rất là khó. Nhưng ở đây còn dễ hơn là đoạn ở trong kia. Còn là trong kia có một đoạn ấy là đi xe vào ấy là rất là khó luôn đấy cô bác. Mặc dù là đã được các cô bác ở trong này là giải bằng cái đá nhưng mà đi lại cũng rất là khó khăn. Đấy, bây giờ thì là cũng đang mở rộng vào trong này là hơn 2 cây nhưng mà chắc cũng mất khá là nhiều thời gian tại vì là đập đá này xong rồi là nói chung là cũng hơi phức tạp đấy các bác. em chào chị. Cái này đập từ hôm nào rồi chị? Hôm nay bọn em đập được 3 hôm rồi. 3 hôm rồi á? 3 ngày rồi. Thế hôm qua em gọi cho anh Hờ bảo mưa không làm mà. Hôm qua mưa nhưng mà là lúc 8 giờ hơn ạ. 8 giờ hơn á? Chị người ở trong này à? Hay người ở đâu ấy? Ở trong này. Trong này á? Vâng. Sao em chưa thấy chị bao giờ nhỉ? Em hay vào đây mà. Đúng rồi. Bữa trước có phải bọn chị vào làm đập Tết giống như cho bọn trẻ. À đúng rồi. Đến trước em vào đấy một lần. Em cũng thấy chị đó. À, nhưng em chưa thấy chị. Thế là cái này là một nhóm là ở bên này, còn lại là ở bên kia đúng không chị? Vâng. Chia vâng. Theo nhóm à? Theo nhóm là một nhóm là 10 người ạ. À, mỗi nhóm 10 người. Bà con ở trên thôn này là
rất là phấn khởi luôn đấy các bác. Hôm trước đi họp thì đồng loạt giơ tay là bảo ngày mai làm luôn đấy, đấy rất là nhanh. Làm luôn. Cái này là 10 người ở đây hả chị đúng không? 10 người ạ. Ừ. Đấy, ở trong này là còn bao nhiêu nhóm nữa chị nhỉ? Có 8 nhóm nữa. 8 nhóm à? Vâng, 8 nhóm. Đấy, 9 nhóm. Thế như cô bác được thấy thì mỗi nhóm là tách ra một đoạn đường ấy. Cái này là tự đập đá luôn ở trong nương ấy. Nên là cũng tiện. Đập được 3 ngày ấy thì chị nhỉ thế? Vâng, 3 ngày. Thế cũng rất là nhanh. Hai ngày nữa chắc là xong rồi. Hai ngày thì chắc là xong rồi. Đi một nửa đá. Một nửa đá. Nhưng đông nhỉ chị nhỉ? Đông mà. Đông. Cái chia thế này họ về làm nhiều mà. Ừ. Làm nhanh hơn. Thế là anh Hờ là ở bên kia đúng không? Vâng. Hờ nó làm ở khu kia. Khu cả đang có người chứ. Ừ. Thế thì em sang bên kia một lúc. Vâng. Đấy, cái này là cũng đập được 3 ngày rồi các bác. Cái hôm qua thì là em cũng có gọi cho anh Bí Thư Hờ ấy, nhưng mà anh bảo là trời mưa không làm. Nhưng mà chị bên ấy là bảo là đập được 3 ngày rồi. Đây là cũng bảo là còn 2 ngày nữa chắc là cũng xong. Tại vì là đá ấy là đập được một nửa rồi các bác. Đấy, như cô bác cũng được thấy là trên con đường đi vào ấy là cũng dài hết đá rồi ấy. Đây, cái này thì là các anh và các chị ấy làm thì sẽ phải đập đi lên đấy các bác để làm cái đường rộng hơn. Đấy, hôm trước em vào chia sẻ thì là cái đá này là nhô ra hết ngoài đường, nhưng mà bây giờ thì là các anh chị là đã đập vào trong. Đây, rất là rộng. Hôm trước ở đây có một cục đá to lắm nhưng mà bây giờ là đào đi hết rồi ấy. Đây, như các bác cũng được thấy. Đấy, có các cô chú trong này bảo là làm cho tương lai của con chúng ta, cũng bảo như thế là bảo là làm bây giờ đã được giúp ấy, thì là sẽ làm mà nhiệt tình và không nghỉ ngày nào luôn. Đấy. Đến làm đường hả anh? Ừ. Thế là cả thôn dưới kia hết nhỉ anh nhỉ? Đó. Cả thôn dưới kia cũng lên đây là cùng làm luôn nhỉ? Đấy, anh này là nhà ở ngay đầu đường, từ đường to đi vào ấy cô bác. Đấy, ở dưới kia, đấy, quán bán hàng. Con đi điệu đá à? Hả, đúng không? Mụ ép vào dây á? Mụ á chị? Hả? Đi ra vùa á? Đi đi hái rau lợn này. Em tưởng cháu này lấy cái quẻ tấu to như này để đi điệu đá. Đi hái rau lợn. Con biết hái không? Ở bóc đê á? Bóc chị bóc? Hả? Bóc đê chị bóc? Chưa hái được, bây giờ mới đi. Mẹ ở bên này rồi. Một đứa nhóc vú á? Để mẹ đi cùng. Mẹ cứ tưởng đi một mình tự đi hái rau lợn đi. Đây còn ở đây là nhóm thứ hai các bác. Đây nhóm đầu nãy em có nói chuyện với chị gái ở bên này là nhóm đầu tiên, còn đây là nhóm thứ hai đấy. Chia làm 9 nhóm. Đấy, nãy chị có bảo là chia làm 9 nhóm thì chị là nhóm đầu. Đấy, cứ như này đi là theo từng nhóm đi ấy. Mỗi nhóm là có một tổ trưởng để quản lý mọi người ở trong nhóm ấy. Để ai không đi thì sẽ được ghi vào sổ và xử lý theo luật của thôn ấy các bác. Còn không chỉ như thế mà còn bị phạt 200.000 trên một ngày để bỏ cái số tiền đấy để vào mua dầu hoặc là mua đồ ăn để trong những ngày làm khởi công làm đường như này là được sử dụng số tiền đấy luôn ấy các bác. Đấy, những cái tảng đá to này là ở trên này là các anh cũng đào xuống hết đấy các bác, đây để mở rộng ra thêm ấy. Cái này làm sao bọn anh đào xuống được ấy? Hay bá cái này về đây. Lấy cái này chọc xuống á? À vâng. Cái này to nhỉ? To. Đập cái này là... Cái này đập khó nhỉ anh nhỉ? Đập cứng lắm ấy. Không biết có... Cái búa bé em đập được. Cái búa bé á? Búa bé em sợ không đập được thôi, cái búa anh kia kìa. À, búa bé. Vâng. Bay vào mắt nhà bà nha. Đấy, vào trong này thì là vẫn là có từng nhóm đi vào ấy, rất là đông luôn. Đấy, bà con là nghe tin được làm đường ấy là rất là phấn khởi luôn đấy các bác. Bảo là con đường đi lại ấy, bây giờ không làm thì là đi lại rất khó khăn. Như kiểu là nhà nào mà đi đẻ hay như nào ấy thì là đến nửa đường là đã đẻ ở đường rồi, không kịp đi viện luôn. Đấy, hôm trước là có một chú ở trong này thì cũng nói chuyện với... em Đào ấy thì là bảo là con đường rất là khó khăn, đấy đi viện hay đi chợ rất là khổ luôn, đấy, nên là quyết định là làm.
Những cái tảng đá như này thì là cũng là được đào hết ra ấy của bác đấy, rất là to, nhưng mà cũng được làm một lần ấy thì là các anh cũng là đập xuống hết đấy. Và không nói chuyện à bà? Mệt không? Hả? Mệt không? Không mệt à? Nói chuyện đi, không sợ đâu mà. Hôm nay mà đi hoàn cảnh là cho con phiên dịch ấy. Hôm trước các cô bác bảo là cho bà phiên dịch để cho các bà nghe. Con không phải sợ đâu, cứ nói bình thường thôi, sai thì sửa nhá. Ừ, nhóm này là toàn con trai này, cái tiến độ là sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Bọn anh làm có nghỉ chưa không? Nghỉ à? À, thế là sắp nghỉ rồi đấy, bây giờ là 10 giờ rồi. Có nhóm thì sắp nghỉ trưa nha, có nhóm thì là vẫn có người chưa đến ấy cô bác. Nhưng mà chắc chắn là sẽ đến trong ngày, tại vì không đến thì sẽ bị phạt 200 nghìn. Đi vào. Có của anh thì bây giờ chưa nghỉ trưa đâu. À, chưa nghỉ trưa à? Chưa nghỉ trưa. Chú này là nhiệt tình nhất này, đây là trưởng thôn cũ nhà đúng không? Vâng vâng. À, đấy là chú này rất là nhiệt tình này, hôm trước đi họp nếu cùng. Nếu mà xong con đường này tạo cho chú một ngó quạc. Ừ, được. Đấy, chú này là rất là nhiệt tình. Hôm trước đi họp thì có anh bé với lại một chú nữa là cán bộ ở trong xã Khâu Vai thì là có cả chú này. Đấy, nhưng mà chú rất là nhiệt tình và là hôm làm nay luôn. Là chú bé không lên à? Hôm nay anh bé bận chú ạ. Vâng. Nhóm này đông nhỉ chú nhỉ? Đúng rồi, là sát xong rồi. Là sát xong rồi. Chưa đợi mấy kha đó. Đợi mấy khoan đúng không? Ừ. Đấy, những cái tảng đá to như này là thuộc vào nhóm của chú luôn. Vâng. Chú nhiệt tình nhất là được nhận cái phần thưởng to nhất đấy. Vâng, đúng rồi. Đây là thế là hôm nay là ngày thứ ba đúng không? Đúng rồi. Hôm nay là ngày thứ ba. Hôm qua cháu gọi cho anh Hứa bảo không làm, thế là cháu không vào ấy. À, hôm qua mới làm à? Đấy, anh Hứa bảo mưa không làm, thế là cháu không vào. Nấy vào đến hôm qua mới làm, nhưng mà đến chiều lại mưa xong lại tiếp tục nghỉ. À, thế là mưa là nghỉ đúng không? Ừ, vâng ạ. À. Cái này là rất là to. Đợt máy khoa hôm nay là bắt đầu chiều là đi khuyên máy xác về. Vâng. Cho đợt máy khoa xong là bắt đầu tiến này là chắc phải khoảng một tháng là xong. Một tháng? Ừ. Tuyến đường này. Ừ. Nhưng mà cháu thấy dân ở trong này ấy, bà con mình nghe là hợp tác ấy, đoàn đúng kết rồi, đây. Đoàn kết đấy. Từ tuyến đường kia đi vào là nhìn rất là đông luôn ấy. Đúng rồi. Sức mạnh đoàn kết thì mới nổi tiếng được con đường. Nổi tiếng được con đường. Nếu mà không làm đấy là nó thiệt thòi thì thiệt thòi danh thôi. Vâng, đúng là đấy là thiệt thòi cho mình ấy, tại vì con đường này đi chợ hay đi viện đau lúc đau ốm ấy là đi là rất là mất thời gian. Đấy đúng đường rất là đi khó. Đi viện này hay là đi chợ này hay là chợ ngô. Chợ ngô đúng rồi. Ngày nào cũng phải. Bây giờ mà làm xong là kịp cái lúc bẻ ngô luôn đấy nhỉ chú đúng nhỉ? Đúng rồi, là xong là bẻ ngô luôn. Đấy thoải mái rồi. Tiền bà con nó đỡ rồi. Vâng. Đây vợ mình làm. Ông đi làm xong là đến chờ nó phải nghỉ. Chưa đã nghỉ. Không thì vợ hai vợ chồng cứ điều cải táo suốt ngày suốt đêm thế là chả chết à? Vâng, đây là chú trưởng thôn cũ ở trong thôn Xín Thầu. Chú làm gần 20 năm à? 25 năm. Đấy cô bác, đấy có cái biết nhiều ấy, đấy là làm đúng con mà, đường là chú này là nhiệt tình nhất luôn đấy. Trưởng thôn cũ 20 năm, chú bảo chú vừa nghỉ được gần 2 năm nhỉ hay 1 năm nhỉ? Chú nghỉ được 1 năm hay 1 năm thôi. Hơn 1 năm. Thế nhà chú là ở trong này đúng không? Chú ở góc điểm trường này. Góc điểm trường à, hôm trước cháu cũng vào đấy nhưng mà không thấy chú. Ừ. Đấy. Và tuyến đường này là bây giờ mình làm một lần là có thể là được cả đời luôn. Đúng đấy, rồi, tại vì là lại cả mấy đời cơ. Và cả mấy đời con cháu luôn đấy, hôm trước thì rất là nhiều. Vâng. Mà khổ chỉ lúc đầu thôi, lúc sau là tương lai tốt. Vâng, thế lúc nữa cũng nghỉ trưa đúng không chú? Vâng, sắp nghỉ rồi. Sắp nghỉ rồi, đấy, may mà cháu còn vào kịp. Tại rồi. Vì là sáng nay cháu còn đi hoàn cảnh khác ấy. Đấy, xong việc ở ngoài kia rồi thì cháu mới vào đây. Vâng. Đấy, cháu tưởng là hôm nay là trời nắng thì cháu biết là làm rồi. Nhưng mà hôm qua ấy là mưa là cũng gọi hôm cho. Hôm qua cũng là, hôm kia cũng là. Nhưng mà đến chiều lại mưa xong là nghỉ. Đấy là mưa thì vẫn làm với các cô bác rất là cháu nhiệt tình. Cháu sang bên kia xem ở chú địa trường cũng là đông hết. À. Đây là nhóm thứ ba thôi nhỉ? Vâng, mình có nhóm thứ ba. Mỗi nhóm là một đoạn đường ấy của bác. Đấy, bây giờ thì cháu sang bên kia nhé. Vâng. Thế chú làm đi. Ừ, cảm ơn hai cháu nhé. Vâng. Bà được lên đây bao giờ chưa? Chưa. Chưa à? Thì biết thôn này cũng là thuộc, cũng gần mà, gần chỗ con ấy. Biết thôn này gọi là gì không? Không biết à. Không biết đâu á. Xín Thầu. Xín Thầu. Thế hôm nay là lần đầu được đi lên đây. Đấy, đi cùng các cô thì là chỗ nào cũng được đi luôn. Đấy, xóm nào cũng được đi, đi bộ cũng có này. Đi bộ 2 tiếng cơ. Rồi con sẽ được đi, hôm nào mà đi bộ 2 tiếng thì cho con đi cùng xem. Nhóm này là cũng toàn là con trai. Đấy, ở nhóm đầu tiên kia là nhiều con gái. Nhưng mà bà làm vẫn rất là nhiệt tình. Đấy.
Bay vào mắt nha bà nhá. Thế cái này là không, vẫn đợi máy khoan đấy các bác. Đấy, lúc nãy chú trưởng thôn kia cũ ấy, là cũng bảo là đợi máy khoan xong rồi là những cục mà không đào ra được ấy, thì sẽ dùng máy khoan. Đấy, như các bác được thấy là bà con trong này ấy là cũng mở rộng thêm đường ra. Đây là dùng cuốc để đào thêm ra ấy, rộng hơn. Đấy, rộng hơn rất là nhiều ấy. Thế cái này là cũng vừa đào xuống ấy. Càng đi vào sâu thì lúc nãy em đào cũng có nói ở đầu ấy là các cô bác ở đây cũng là giải bằng đá. Nhưng mà đi rất là khó luôn đấy các bác. Đây giải bằng cái đá bé bé này ấy, nhưng mà đi thì cũng rất là khó luôn. Bình thường mà trời mưa ấy thì là bọn em cũng có hoàn cảnh ở trong này ấy, thì hai chị em là đi bộ từ ở đầu. Lúc mà em đào vừa giới thiệu video ấy là đi bộ từ trong kia vào. Chứ giải bằng đá như này nhưng mà mưa cũng không đi được, rất là trơn đấy. Cái này là chia nhóm đi đến trường luôn rồi. Cái này là cũng đang đợi chở máy khoan vào ấy. Tại vì hôm qua cũng vừa mưa nên là chưa chở vào được ấy các bác. Nên bây giờ thì nắng rồi thì lúc nữa là chắc cũng chở vào. Thì là cũng khoan hết những cái này đi. Cái này là chia nhóm đi là rất là đông. Là giải một phát là đến trong điểm trường luôn đấy các bác. Đấy, nếu mà làm một nhóm thì nó sẽ lâu hơn. Tại vì làm hết đoạn này xong rồi mới đến đoạn sau tiếp. Còn đây là chia thành nhóm, chia ra mỗi người một đoạn luôn, làm rất là nhanh. Nhóm này nối liền vào nhóm kia đấy. Bà con làm con đường này xong thì là cũng đến lúc thu ngô đấy, rất là tiện. Thu ngô bây giờ là không lo nữa, tại vì là có đường đẹp rồi. Có thể là chở hai ba bao một lúc luôn đấy các bác. Còn là bình thường thì lúc nãy như chú cũng vừa nói rồi là hai vợ chồng là suốt ngày mang cái quẻ tấu đi để bẻ ngô điệu về nhà ấy, là vừa được ít, vừa mất sức, mất thời gian. Đấy, bây giờ làm xong con đường thì không lo nữa. Rồi anh Hờ kia rồi. Đến rồi à anh? Anh ơi, mày đến rồi à? Mày chưa, mày bây giờ ra xuống không em bóc à? Bây giờ mới đi bóc á? Vâng. Hôm qua em tưởng không làm thì em không vào. Mới làm được mấy ngày nhưng mà mưa quá. Mưa xong lại nghỉ đúng không? Mưa làm tí mưa lại nghỉ. Đây cán bộ thôn. Đấy, nãy mấy chú bên kia bảo anh chức to nhất trong thôn này. Đấy là vẫn còn là trong kia vẫn còn nhiều nhiều nhóm phải không anh? Vẫn còn nhiều nhưng mà trong kia thì phải chờ cái máy khoan. À lên máy khoan. Bây giờ thì xóa khoan bóc máy khoan lên thì làm từ đầu bên kia vào. Vâng, cái này là lấy máy khoan vào là cục nào mình chưa đợt ra được là mình khoan đi luôn nhỉ anh nhỉ? Cục nào nó không đợt được thì mình khoan luôn nè. Vâng. Cục nào nó đợt được thì mình khoan. Thế anh đi lấy máy khoan về chắc là bà con trên này cũng nghỉ trưa nhỉ? Thôi anh lấy về là mới tiếp tục làm nhỉ? Bây giờ bà con nó vẫn làm à? Vẫn làm, nhưng lúc nữa là nghỉ trưa đúng không? Không nghỉ đâu, bà con không nghỉ đâu. Có nghỉ ăn trưa xong là ấy, tiếp tục ra. Nghỉ ăn trưa đúng không? Vâng. Đấy, lúc nữa là... Có người thì có mang cơm ra bên này ăn. À, có người mang cả cơm đi à? Vâng, mang cả cơm đi mà. Cái này là từ thôn dưới kia lên trên này luôn nhỉ anh nhỉ? Tất cả luôn mà. Tất cả luôn, đấy rất là nhiệt tình ấy các bác. Đấy, tại vì tất con đường... Người chia mỗi người... Mười họ dân là một đoạn. Mười nhà là một nhóm đúng không? Vâng. Đấy rất là đông. Đấy, có 10 nhóm, à 9 nhóm nhỉ anh nhỉ? Vâng. 9 nhóm, anh Hờ là quản trị viên, người đứng đầu đấy, trong thôn đấy. Đấy nên là cũng rất là đông. Thế anh đi xong rồi vâng. Một mình anh đi à anh? Không, 9 người mà. 9 người đi á? À, thế là mỗi nhóm một người đúng không? À, đi xuống khâu vai để bốc lên xe của bác. Đấy, lúc nữa trưa thì các cô chú ở trên này nghỉ ăn trưa ấy, thì là anh cũng lên đến xong rồi buổi chiều là sẽ được khoan. Bây giờ thì em nào sẽ tiếp tục đi sâu vào bên trong để sẽ cho cô bác cùng xem cái tuyến đường đang khởi công ấy. Đi vào, nắng đội mũ vào. Cái trời này sợ lúc nữa lại mưa ấy nhỉ, bà nhỉ? Con có mang quần áo mưa đi không? Hả? Không mang à? Đây, trời lại sắp mưa ấy các bác. Đây, nhìn lên trời tối om luôn. Một bên là nắng nhưng mà có lúc cũng râm râm ấy. Sợ mưa thì nếu mà cứ mưa suốt thì cái tiến độ là sẽ chậm hơn đấy cô bác. Đấy, tại vì là mưa là không thể hoạt động được. Đấy, lúc nào tạnh mưa thì mới làm ấy. Như hôm qua hôm kia
đấy là cũng mưa là bọn em là không vào được. Trong này là anh Hưởng đang bảo là đợi mấy khoan nên là cũng chưa thấy nhóm nào luôn. Đấy, có nhà thì mang cả cơm để đi lên đây luôn đấy các bác. Trong này thì cũng đập đi qua rồi, nhưng mà những cái tảng đá trong này là sẽ cứng hơn ở bên kia. Đấy, như các bác được nhìn là cũng biết cái đá này thì cứng hơn ở đầu bên kia nên là đang đợi mấy khoan. Đấy, chiều nay thì sẽ được khoan đấy. Bên này toàn đá to thôi nhờ bà nhỉ. Đấy, cục nào cũng rất là to. Hiện tại là các cô chú ở trên này là cũng là đang chuẩn bị là nghỉ ăn trưa rồi đấy cô bác. Đấy. Tại vì bây giờ cũng là giờ trưa rồi, nên có người thì mang cả cơm đi. Đấy, không phải nghỉ trưa mà là nghỉ ăn cơm xong rồi làm tiếp ấy. Đấy, có cô chú ấy thì là mang cả cơm đi để ăn xong rồi làm luôn. Trong này vẫn có người. Đây thì cứ người đang đợi mấy con. Mua chị á? Mua kia, toàn đi với một này mua. Toàn đi á? Ờ. Tớ đi lấy chỉ đâu tốt à? Lấy chỉ đâu tốt mà từ từ thả lù tớ đi đi. Lấy cho tớ lại ô tổng đau lấy ô sạch đâu sao? Ô vé á. Đây là cũng là đi vào trong này là đang đợi mấy khoan đấy cô bác. Thế tại vì đá ở đây thì đây như cái tảng đá này thì sẽ không thể đào bằng tay được. Đấy, rất là to. Cái này thì các cô chú là đập xuống xong rồi lại tận dụng cái cục đá này đập để giải đường luôn. Đấy, ở trong này thì rất là nhiều đá đấy, nương ấy, như thế thì làm đường rất là dễ ấy, tại vì không cần phải đi tìm đâu xa, không phải là dùng xe ô tô hay thuê chở vào nữa, tại vì là ở ngay bên trên đường, đập xong là lăn xuống đường luôn đấy các bác. Trên này là tuyến này đi vào ấy, từ lúc em đào đi vào ở trong tuyến trong này thì là đang đợi mấy khoan đấy các bác, còn trong này thì là cũng có một nhóm nhà lên trên này để đập đá xong rồi mang xuống đường ấy để giải luôn. Đấy. Có búa này pa, nhưng mà không có búa bé bé thôi, không đập được sao ấy. Có búa to không anh ơi? Chú mê, đầu to đầu bé. Cái đầu to ấy. Đầu to thì mới khác. Cái này sợ đập sợ gãy cái búa của chú ấy. Cái búa bé, chục bác, đầu đắc. Cái này cẩn thận không bay vào mắt đấy nhỉ. Cái này đang đợi mấy khoan đúng không? Đang đợi mấy khoan đúng không? Chỉ cho u thia chắc đi. Say không? Sẽ say không? Ôi cứng ấy. Cháu sợ bay vào mắt thôi. Cái này là bay vào mắt thật đấy. Cái đợt sau là mang xuống dưới kia đúng không? Cái gì? Cái đá này. Mang ở đây. Mang xuống đường đúng không? Mang đường. Bắt cháu rồi. Chị to á. Mù hóng mù mà, cho mù hóng mù mà. Ô chị ba ụ, chị to. Ba ụ mà, đi xin cho đây à. Xin cho tiền mà. Ủa một chi ạ?
Lượt vô hôn nha, cho hôn nha. Tàu á. Ui, bay ở mắt. Tụt tàu à? Đấy, em đào à, cởi áo ra lắm, nóng. Vâng cô bác ạ, ừ, em Đào với lại cháu Pai là cũng vừa lên trên này để giúp các bác ở trên này đập ấy. Nhưng mà bây giờ thì đã giờ trưa, thì là các bác cũng đã nghỉ ăn trưa rồi. Thì em Đào là xuống dưới này xem là ở dưới này đã làm đến đâu rồi. Hình như là cũng đang nghỉ ăn trưa ấy cô bác, người đang đi vào trong thôn. Nghỉ ăn trưa à ông? Nó mỏ á? Nên số nó mỏ á? Nghỉ trưa rồi. Ăn cơm xong là làm luôn đúng không? Vâng, ăn cơm xong làm. Vâng, đấy là cũng không nghỉ nữa đấy các bác ấy. Tại vì con đường này là cũng mong đợi từ rất là lâu rồi. Nên là bây giờ được làm ấy thì là cũng không nghỉ trưa luôn. Là ăn cơm xong ấy là cũng làm luôn. Nó mỏ á? Đi về ăn cơm rồi. Bây giờ là cũng trưa đấy các bác, nên là nghỉ ăn cơm. Nhưng mà lúc nữa thì là sẽ ăn cơm xong ấy là cũng làm luôn. Còn bây giờ thì là mọi người cũng đã nghỉ ăn trưa ấy, thì em Đào cũng xin phép là dừng video này tại đây là kết thúc ấy. Đấy, sẽ đi hoàn cảnh khác. Đấy, em Đào hôm nay thì vào đây là cũng là video đầu tiên, là như kiểu là ngày đầu tiên khởi công đấy các bác. Tại vì hay hôm qua là cũng làm, nhưng mà bọn em gọi cho anh Hờ thì anh Hờ cũng bảo không làm ấy, nên là bọn em không vào để chia sẻ được. Hôm nay mới là ngày đầu bọn em vào đây, thì là như các bác cũng đã được thấy trong video em Đào ghi rồi, thì là bà con trong này rất là nhiệt tình đấy, và đoàn kết đấy, chia ra thành 9 nhóm nhé các bác. Đấy, mỗi nhóm là có 9 đến 10 người đấy, thì là làm cũng rất là nhiệt tình. 2 ngày nữa là sẽ đập đá xong đấy, tổng là đập được 1 tuần đấy các bác. Tại vì đập được 3 ngày rồi, thì lúc nãy đến quãng đường đầu tiên thì chị có bảo là đập khoảng 2 ngày nữa mới xong đấy. Như thế là đập đá là tất cả từ thôn dưới kia với thôn trên này gộp vào đấy, rất là đông đấy, có hẳn 9-10 nhóm. Nhưng mà đập biết là đập 5-6 ngày mới xong các bác, rất là lâu. Như các bác cũng được thấy trên này là bây giờ cũng đoạn đi vào sâu bên trong ấy, là cũng đang đập, nhưng mà là đá cứng quá ấy, thì đang đợi máy khoan. Lúc chiều nay thì là máy khoan sẽ lên và tiếp tục là khoan và khởi công tuyến này. Đấy, bây giờ thì em Đào cũng xin phép kết thúc video. Em Đào hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.